Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cái con quét đào coin tự động nhá. Thì con này có lâu rồi và mình có ở trong một cái nhóm của một cái một một người bạn ấy, người ta người này đã rút về hàng ngày nhá. Mình thì mình chưa đủ min rút nhá. Thì con quét này có tên là, mình sẽ để link ở phần mô tả, crystalpalace.cloud nhá. Con quét này cũng lâu, khá lâu rồi và cái người ta rút ra rất nhiều nhá. Đây mình xem cho mình sẽ cho người người xem bằng chứng người ta rút đây luôn. Đây đấy nhá, ngày mùng 3 tháng 4 này đã được nạp 0,02 LTC này nhá. Đấy, người ta rút hàng ngày luôn, đây lần thứ 16 nhá, người ta rút lần thứ 16 đây. Đấy, đây lần thứ 15 này. Đấy, rất là uy tín nhá, đây rất là uy tín nhá mọi người. Đấy, cộng 0,02 này, đấy rất ngon nhá. Đây 0,28 này. Đấy, thì link của cái con quét này mình sẽ để link dưới phần mô tả, thì mọi người có thể đăng ký để đào tự động nhá, bởi vì nó không không cần keo máy nha mọi người. Đây, đầu tiên mọi người vào trong web thì mọi người sẽ có cái phần ba gạch đây bên tay phải đây trên màn hình nhé, mọi người bấm vào rồi mọi người bấm register để đăng ký tài khoản nhá. Đấy, thì nó sẽ đăng ký tài khoản, thì mọi người nhập email của mọi người này, nhập password của mọi người vào này, sau đấy mọi người nhập captcha nhé. Đây, nếu như có captcha thì mọi người nhập captcha, xong rồi mọi người bấm bấm register là đăng ký nhá. Đấy, nếu như nó có một cái gmail kích hoạt tài khoản thì mọi người bấm vào hộp hộp mail để mọi người kích hoạt nhá. Còn mình đã có tài khoản rồi, mình sẽ đăng đăng nhập luôn, mình bấm login này. Đấy, mình sẽ nhập Gmail của mình vào. Đấy, xong rồi bấm login. Ok, nó sẽ ra giao diện như thế này. Thì mọi người kéo xuống này, xem rất nhiều đồng nhá. Đồng mọi người đồng đào đào đồng gì, đào đồng tiền nào thì mọi người bấm star này. Đấy, mình hiện tại mình đang đào có cái đồng LTC thì mình bấm LTC rồi. Còn mọi người muốn đào BTC này hoặc là đồng Dog này, đồng trôn này thì mình bấm bấm một start nhá, start đấy. Thì nó sẽ có cả cái phần là nhận bonus cho mọi người đây, để tăng cái tỷ lệ tăng tăng cái tốc độ đào mọi người đây. Mọi người bấm ba ba gạch này. Mọi người bấm bonus này. View bonus này. Mọi người kéo xuống dưới này, cứ 30 phút mọi người vào nhận bonus một lần. Đấy. Mình được cộng phải bao nhiêu? Mình được cộng phải 5 5 bonus đấy. Trista. Rồi, ok, thì mình đã nhận được được 5 dog nhá. Đấy. Thì cứ 5 cứ 30 phút mọi người vào kích hoạt cái kilohash này này. Nếu như mọi người không 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 vào cũng được, bởi vì nó cái này nó đào tự động mà. Đây. Nó sẽ được cộng 5 GH trên đến 50 GH trên 30 phút này, đấy. Khi đủ mới rút mọi người bấm vào ba gạch này. Mọi người bấm vào quick draw này. Mọi người cái xuống dưới này, đấy thì đây, nó có min rút của nó đây. LTC là 0,02, còn BTC là 0,05. Đồng Dog là 540, đồng Tron là 200, còn đồng XMR là 0,1, đồng BCH là 0,005 đấy. Mọi người nhập địa chỉ của mọi người vào này. Đây, LTC. Đấy. Withdraw này, đấy. Rồi là đây là withdraw tổng này. Đây là số tiền được nhận này. Nhập số địa chỉ withdraw này, địa chỉ tức là cái địa chỉ nhận tiền của mọi người ấy. Thì mình khuyên mọi người rút về địa chỉ sàn Gemitano nhá, đấy. Chưa chưa những địa chỉ khác này người ta mình không không dám chắc được, bởi vì mình có người người quen này, bạn này hay rút về địa chỉ Vemitano đấy. Cái này ngoài ra cái này có thể đầu tư này, nhưng mà mình đầu tư này đâu nè, mình xem này. À, đầu tư thì là để mình xem nào.
tái đầu tư. Cái này có thể tái đầu tư được mọi người. Đây, mọi người bấm vào tái đầu tư này. Đấy, là nó sẽ cộng cái số tiền này vào vào cái đồng cái GH trên S này, GH trên dây này. Đấy, mình hiện tại mình có 2543,16 GH trên dây. Đấy, mình bấm vào tái đầu tư thì nó thể chạy, nó tái đầu tư được nữa. Đấy, vẫn ngon. Hiện tại mình 0,003 thì vẫn chưa thể rút được. Khi nào mình rút được mình sẽ review tiền của mình. Đây, bổ sung này. Đấy, cái này có thể tái đầu tư được, có thể mua được. Đấy, thì nạp tiền vào để mua cái hát trên dây này cho nhanh này, chạy cho nhanh này. Đấy, đấy, những ai mà chưa cài con này thì có thể xem video này và cài nhé. Mọi người cài vào cài đặt này, nhập địa chỉ email của mọi người vào này. Đấy, và lưu lại nhé mọi người. Ok rồi, thì con web này nó chỉ có đăng ký tài khoản và bấm nó chạy tự động thôi mọi người, không cần phải trao máy. Đến một thời gian nó đủ min rút thì mọi người có thể vào bấm rút tiền nhé. Thì video này đến đây là kết thúc rồi. Thì những ai mà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh ủng hộ mình. Đấy, thì để mình ra nhiều video tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo.